liền. Vỗ tay lớn lên anh em, vỗ tay nha, vỗ tay lớn lên. À, hệ đạn nữa không? Có trên gà đàng hoàng. Nhưng chưa, bây giờ quý vị ơi, cho tôi đẩy nó lại. Tôi điểm 1, 2, 3, tôi cho nó nở ra con gà, đổ trứng gà xong rồi tôi cho nó thành lên. Là nó nở ra gà con, bà con xem cho tôi ấp nó lại một cái. Đây, tôi đứng từ đằng xa. Bây giờ tôi đố anh em nha, một cái bài toán đố. Anh em nhân chia cộng trừ giải đáp, anh em đáp đúng, chỉ chúng. Tôi hứa danh dự tôi thưởng cho bạn một thùng Tiger. Hứa danh dự, tôi không thưởng một thùng Tiger. Bạn bước vô bạn đá đổ đồ nghề, tôi thưởng đàng hoàng. Đây nè, tôi có con gà mái ô. Tôi cho nó đẻ hột gà hoài, bà con có bắt hả chị coi chân? Thiệt, tôi cho nó đẻ hột gà hoài. Nhưng bạn nào bắt chúng cái nghệ thuật của tôi ăn gian, ăn ý như thế nào bạn dễ đáp đúng. Tôi thưởng một thùng Tiger nhậu chân. Đây nè, tôi có con gà mái ô nè. Này, con gà này đẻ sai lắm mà, tôi cho đẻ hoài là có hoài đó. Anh em coi đây là miếng giải chứ không có gì hết. Bà con nói chuẩn đâu sao? Mày mai cái miếng giải này hai ngăn ba lớp, giờ mày nhét hột gà vô chậm, giờ mày ra đây mày nặng ra có hột gà cái mày là đẻ hột gà. Nếu nói như anh em như vậy thì đơn thuần quá dễ rồi, đúng không anh em? Đó, trong này xin thưa quý vị và các bạn, chưa có gì hết. Để tôi trình bày cho bà con có bác anh chị xem. Rồi tôi cho nó đẻ hột gà một đống ở đây, bà con có bác anh chị coi. Giờ tôi cho nó nở ra con gà con luôn, bà con coi. Nói làm liền anh em mà phải nha. Rồi thì bạn giải đáp nha. Tôi đang làm một cái bài toán, anh em giải đáp đây. Kính mời, dạ kính mời. Nói nghĩ nha. Thank you.
bà con có bác anh chị thấy tôi diễn cái màn này anh em nhức đầu. Hột gà thì hột gà thật, nhưng mà tôi đập tôi dắt tôi liền nó không bể là lý do sao bạn nghĩ rằng hột gà giả. Cho nên tôi mới đập ra thử một chứng cho bà con xem, đó là hột gà thật chứ không có giả được. Nếu tôi luyện như vậy dớt rồi, nó bể rồi đúng không anh em? Nhưng đặc biệt có một cái bí quyết nghệ thuật bà con không biết. Cho nên từ cái chỗ đó tôi chỉ anh em rồi, anh em biết anh em đừng có la. Tôi chỉ bà con là mỗi ngày, tôi chỉ cho bà con biết rồi đã coi để bụng chứ đừng có la. Vì tôi không diễn cho chết, tôi diễn từ một tháng tôi mới đi. Nhưng mà ngày hết Tết tới rồi còn có bữa nay cuối cùng là tôi không còn diễn nữa. Qua Tết tận mùng 6 chúng tôi mới có diễn tiếp. Bà con có bác anh chị mình xem. Yeah. Nhưng cái ảo thuật là giả chứ không có thật. Nếu anh em nào coi ảo thuật mà anh em nghĩ rằng có bùa đó là bà con còn mê tín dị đoan. Còn tôi ra đây tôi bài trừ mê tín dị đoan, tôi diễn rồi tôi lật lại bề trái. Tôi chỉ cho anh em làm chân. Đi đám cưới đám tiệc liên quan làm được. Và ảo thuật là giả chứ không có thật. Đây nè, tại tôi thổi hột gà tôi thổi hoài có hoài. Nói thiệt chứ anh em, thổi hoài là có hoài. Đó thiệt. Dạ không tin thổi một cái nữa anh em mình coi chơi một cái nữa thôi nha. Đây nè, thiên biến dạng quá. Con gà mấy ô ơi, nghe lời tôi đẻ thêm một trứng cái nữa coi. Vô. Có rồi đó. Anh em thấy có trong đó rồi, để tôi nặng để có hột gà bà con vỗ tay nha. Đây nè anh em mình coi nè. Bắt đầu. Tôi chỉ anh em rồi biết nhớ để bụng nha anh em. Cho nên tôi làm một cái bài toán mà anh em giải đáp đúng tôi đã hứa vinh dự. Tôi không thưởng một thùng Tiger đó nha. Bạn bước vô đá đổ đồ này. Nếu anh em nghĩ rằng hột gà tôi nhét sẵn trong này là anh nói một cô lý. Đúng không? Bà con nói đó đúng một phần. Nếu tôi nhét sẵn trong này thì tôi đập tôi dắt tôi luyện như hồi nãy đó. Nó bể rồi. Đúng không anh em? Đó. Hay cái chỗ đó á. Cho nên bà con có bắt anh chị thấy đó là mới có một. Bây giờ anh em coi tới 10, coi tới 10. Nhanh tay lẹ mắt khéo tay tôi cháo đổi bà con không thấy. Ở trong cái chén một trứng, ba trứng ở ngoài bà con có bắt anh chị coi tôi lấy chén tôi đậy lại. Tôi đếm 1, 2, 3, 4 trứng gà này nghe lời tôi nở khẽ mỏ. Nở ra 4 con gà cho bà con coi cái coi. Cho nên nở ra 4 con gà quý vị và các bạn coi chân. Đặc biệt tôi cho mấy đứa cháu luôn. Dạ, mấy đứa cháu có một chỗ tôi diễn cả tháng trời nó nuôi tới ba lớn. Dạ, bà con có bác anh chị và các bạn thấy. Cho nên bà con có bác anh chị cho tôi mượn cái chén này tôi úp nó lại nha. Nhưng mà tôi cũng vẫn lấy con gà mấy ô này tôi cho nó ấp. Dạ, muốn đỡ thì phải ấp nó mới nở. Đây nè anh em coi này nha. Đây là chén không, không có gì hết. Coi kỹ nha anh em, tôi làm chậm chứ tôi không làm lẹ. Nha, móp, úp lại đây một cái. Đây, cho tôi làm chậm. Đây, anh em mình coi kỹ. Đây là đất của nhà nước. Đây, tôi để đây. Coi trong này, hồi nãy đó có hột gà, bà con thấy ở trong này không có. Mà tôi đập tôi dắt liền bà con có bắt anh chị thấy. Mà tôi cho nó có hột gà được thì bây giờ tôi cũng trình lại y như cũ. Coi trong này có con gà con không? Để tôi cho nó ấp nó nở ra 4 con ở trong này bà con coi nè. Đó. Nếu có là tôi đập như vậy con gà nó kêu chót két liền. Đúng không anh em? Bây giờ cho tôi đẩy nó lại. Thank you.
xa. Tôi nói thiên biến dạng quá. Hột gà ơi, nghe lời tôi khẽ mỏ nở ra bốn con gà cho bà con thấy cái coi. Cái tôi dở ra cái nó có bốn con gà cho bà con thấy, bà con vỗ tay nha. Để tôi cho bỏ cái con này nó vô rồi tôi cho nó ăn, nó quấn con gà nó ăn, bà con cô bác anh chị coi nha. Đây, kính mời gà, kính mời. Anh em coi kỹ nha, hướng mắt vào bên trong. Tôi đọc ba câu thần kiếm, bốn câu thần chú, tím tài liền liền màu sáng chín ngũ chạy cho liền. Bạn ơi, tôi diễn cái màn này xong rồi, bạn nào có tinh thần võ sĩ nha, tôi mời một bạn một ở bên ngoài. Tôi mời một bạn một, ai có tinh thần xưng phong, bước vô, cầm cái cục đá này nện vô tay tôi một cái chơi. Bà con có bác cái chị nói, chú Thanh ơi, chú nói giỡn hả? Tôi nói thiệt, nếu tôi nói mà tôi làm không được đó nha. Bạn bước vô, bạn đập cái lo tôi bể nát bọt. Bạn thấy ngày hôm qua tôi biểu diễn ở đây, bạn thấy không? Trăm ngày có ngày xưa ngày rủi. Tôi quýnh cái xiên tâm trỏ, tôi quýnh ba cái, quýnh cái cấp, dội lên ba cái không bể. Cái thứ hai không bể, cái thứ ba tôi quýnh năm ba bành tà lộc. À, anh em nhìn cái trỏ tôi quýnh liên khúc, 50 trái dừa trong vòng có một phút rưỡi thôi. Nhưng lớn tuổi rồi, nhưng đặc biệt bữa nay có bao nhiêu trong nghề nghiệp, còn bao nhiêu diễn hết, bao nhiêu bạn xem. Bạn thấy cái trỏ tôi này ngày hôm qua, bạn biết rồi đó, tôi quýnh ba cái. Cái thứ ba nó mới bể, anh em thấy chỗ rồi đó, đúng không? Anh em thấy cái chỗ rồi nè. Ngày hôm qua tôi quýnh tại sân này bà con biết rồi. Bữa nay quý vị và các bạn coi nha. Ơ, cái tay tôi nè, tôi để trên trái dừa. Bạn ơi, cục đá xanh này mấy chục kg nè, từ trên cao buông xuống cái tay của tôi, vừa khô bể nát mà cái tay vẫn đưa cao chào khán giả. Vậy mà phải nhu thắng cương, mềm thắng cái cứng, đúng không anh em? Nói thì chắc anh em không tin. Tay anh em cho tôi xin lại 3 phút, mời anh em kem đồng hồ 3 phút tôi cho nó nở, anh em mình coi chơi. Còn đây là một cái thế dừa khô thật chứ không có giả. Đây bây giờ tôi mời quý vị và các bạn coi nha. À em trai, em coi phải thế dừa khô thiệt không em? Coi phải thiệt không? Con ngồi xuống đi con. Trời, con có biết con mẹ gì để cho người lớn cho coi. À, ê, mời quý vị và các bạn mình coi này nha. Chú ý. Như vậy cũng tạm đông rồi. Người ta nói lân hay nhờ tiếng pháo, mà diễn thì nhờ khán giả đông. Bà con đứng như vậy cũng là đông, đúng không? Thôi bây giờ như vậy, cho tôi thay mặt liên đoàn võ cổ truyền dân tộc Việt Nam, thay mặt anh em trong đoàn để nói lên hai câu chân tình con nhà võ. Trước khi làm đường đi nước bước, lúc nào cũng tìm hiểu cái hay và cái tốt để khắc phục nghệ thuật cầu tiến và mai sau. Cho nên trước khi đi sâu vào một chương trình tập luyện, bạn cho tôi nói hai câu lễ phép con nhà võ. Câu thứ nhất,
Ngày xưa có câu rừng nào cập nấy, tôi đồng ý các bạn mình câu đó. Nhưng sách có câu đất lành chim phải đậu, tứ hải thì danh huynh đệ, con nhà võ học sư bắt như là học hữu. Bạn ơi, học thầy chưa đủ, tìm bạn để học thêm. Nghiệp văn cũng như là nghiệp võ, không ai dám múa điều qua mắt thợ, không ai dám cầm cây chiếc mà để quả bùi trước cửa lô ban. Đúng không anh em? Vỏ bút dày thì còn cái móng tay nhọn, núi cao còn núi cao hơn. Người tài giỏi thiếu gì bên ngoài tài giỏi hơn. Đứng ở đây các vận động viên, các bác võ sư, các anh em võ sĩ, và thông cảm cho lời ăn tiếng nói, đường đi nước bước có chỗ nào sai, khuyết điểm, sơ sót, anh em góp ý. Dòng ra đằng sau các bạn kề vai bảo đỏ, tôi xin cúi đầu cảm ơn để học hỏi thêm cái hay và cái tốt để trên bước đường nghệ thuật cầu tiến mai sau. Thôi, xin lời chào thân ái, hay dở chưa biết, trước khi biểu diễn xin anh em một tràng pháo tay thật lớn, vui vẻ và cảm ơn anh em. Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn. Tôi biểu diễn hai chiêu này xong rồi. Bạn nào có tinh thần võ sĩ, tôi mời anh em bước vô cộng tác cầm cục đá luyện vô cái tay của tôi, bạn coi. Để lên chế dừa, luyện một cái bóp, bạn coi dừa khô bể nát mà cái tay Hà Tâm dẫn. Chào khán giả đưa cao bình thường. Ra ngoài chút xíu coi. Để tôi dẫn chứng cho anh em mình coi nha nha. Con để đó giùm cho bác đi. Cảm ơn con nha. Rồi, cảm ơn con. Ê, bạn ơi, bây giờ tôi mời quý vị và các bạn coi cục đá nện vô tay tôi, bạn coi chơi này nha. Ngày hôm qua bạn thấy cái chỗ Hà Tâm quýnh ba cái rồi, cái gì mà quýnh liên khúc, bữa nay là ba bữa rồi, đúng không? Mà cái tay Hà Tâm lực vẫn còn khỏe mạnh, diễn hoài được hoài là lý do bạn thấy tôi đã có tập. Đã có tập, đây nè anh em coi nè. Tôi dẫn chứng cho cũng như cái tay của tôi nè anh em coi nè. Anh em ơi, ngược lại cái tay anh em ở dưới, anh em nghĩ sao? Từ dập xương ống đến gãy xương tay, đúng không? Hà Tân năm nay 66 tuổi rồi, nhổ nước miếng dưới đất chứ không bao giờ liếm lên dơ lắm. Làm người thì khó mà làm con chó chết dễ, đúng không anh em? Không phải muốn nói sao nói, Sơn Đông nó có tùy theo thằng, nó có thằng hay, nó có thằng dở. Chứ bạn đừng có đi đường, bạn thấy mấy Sơn Đông quảng cáo, bạn nghĩ thằng nào cũng dở, không có đâu. Có thằng hay thằng dở. Mía sao có đốt nhà dột, có nơi có chỗ, tôi nói về bạn hiểu nha. Mình là cũng là người dân tộc Việt Nam, người Trung dân tộc Việt Nam. Bạn nấu một cái nồi canh, lấy dụ thấy con sâu, bạn đổ hết nồi canh hay là bạn hất cho bỏ? Đương nhiên là bạn phải hất con nó ra bỏ đi, chứ bạn đổ hết nguyên nồi canh thì nó chắc ổn, đúng không? Mía sâu có đốt nhà dục có nơi chứ không dục hết. Đây, mời quý vị và các bạn coi cục đá ở trên buông xuống nện vô tay tôi, gạch ở dưới bể nát, vừa khô bạn thấy chịu không nổi, nó bể mà cái tay Hà Tân vẫn đưa cao chào khán giả. Ha, rồi chưa? Rồi chưa? À, chú cho chú cầm cục đá đây lên, cầm cục đá lên cho ta trường cây để hứa danh dự với bà con, rồi mà không làm đó anh em nghĩ rằng nói dốc, đúng không? Còn nếu tôi nói được tôi làm được, anh em mình vỗ tay lớn nha. Ta lần hay nhờ pháo diễn thì nhờ khán giả đến đông. Bây giờ anh em mình coi kỹ này nha. Bắt đầu. Hồi nay chú ba viên sáng chú tối.
hỗn hợp cậu. Bạn thấy gãy tay gì chơi đúng không anh em? Mà cái chỗ Hà Thanh mới ngày hôm qua quýnh liên khúc, anh em thấy cái chỗ đó hết muôn thịt chuột. Như vậy thì anh em đã biết rằng Hà Thanh đã có gãy để đồn.